Vâng, em chào các bác. Mưa to lắm các bác ạ. Trưa này là trưa thứ ba, hôm kia mưa, hôm qua mưa, hôm nay mưa vào con ạ. Hôm qua 2 ngày đều 12 giờ, qua vậy là 20 phút mưa, nhưng hôm nay là lại sớm hơn là 10 giờ, coi như vậy là 30 phút đã mưa rồi vào con ạ. Rất là mưa to vào con ạ. Mong bà con đi lại mà chuẩn bị cái áo mưa không? Phức tạp lắm. Biết được cái thời tiết đi là nhiễm lạnh bà con ạ. Mưa gió. Trong khi đang dịch tiết này bà con hạn chế đi lại thật cần thiết lắm thôi. Bây giờ là có công nghệ thông tin nào, mạng nào, điện thoại nào. Coi vậy mà công nghệ hỗ trợ đấy bà con ạ. Mong bà con có một cái nhìn con hết sức cẩn thận, trừ khi đặc biệt nó không nói. Còn chúng ta phải hạn chế thì mới nói chuyện mà, chứ không thì mệt lắm. Vừa mưa gió dịch bệnh các kiểu, nhưng bà con như vậy là để nắm được cái lộ trình đi lại, em xin giới thiệu bà con là em có bạt biếc rồi dao kéo rồi ủng bình phun thuốc bảo vệ thực vật này. Rồi nhớ về 40 rồi tôn này, rồi bóng này, rồi các ngọn dây này, cứu bóng này, đồ dùng tạp hóa này, cam màn, dây PO, dây tấm chi 27 đến 21 dập quốc, rồi ô bơm biếc, rồi bơm xe đạp, rồi đấy, em có cái vòi là con tưới rau, rửa chuồng lợn, rửa xe, cắm vào vòi nước sạch được bà con, tiện lắm. Rồi em có các cái tấm nhựa cho sáng, rồi lưới đen, ô doa, rổ nhựa, giá nhựa, ghế, sau ngâm bạt, nắng gà, nắng gạo uống, tạp hóa là con, chậu hoa các loại trồng cây cối, mưa lắm bà con. Các em cảm ơn bà con nhé.